Thưa quý vị, tiếp nối chiến dịch làm sạch biển và cung cấp cơ sở vật chất thiết yếu tại 6 bãi biển miền Trung, đồng thời tôn vinh nét đẹp thiên nhiên và những giá trị của cộng đồng tại địa phương theo sáng kiến của nhãn hàng Huda. Sáng nay, tập đoàn Casper Việt Nam Huda phối hợp với tỉnh đoàn Quảng Nam huy động hàng trăm thanh niên tham gia chiến dịch làm sạch bãi biển Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ. Chương trình CSR làm đẹp biển miền Trung góp phần nâng cao ý thức, khuyến khích người dân địa phương chung tay góp phần làm đẹp cảnh biển quê hương cùng Huda. Thông qua hàng loạt hoạt động thiết thực như làm sạch bãi biển, lắp đặt các thùng rác công cộng, trồng thêm cây xanh bản địa phù hợp với điều kiện thời tiết và khí hậu địa phương, góp phần làm đẹp cảnh quan bãi biển và hạn chế tình trạng sạt lở bãi biển mà thời gian gần đây nhiều bãi biển đang đối diện. Với sự hỗ trợ lắp đặt hàng chục thùng rác ở mỗi bãi biển công cộng của nhãn hàng Huda, cơ quan tỉnh đoàn Quảng Nam đã huy động sự tham gia của hàng trăm đoàn viên thanh niên trên địa bàn thành phố Tam Kỳ, ra quân dọn rác phối hợp với công ty môi trường, dọn dẹp, cắm biển hướng dẫn tại các điểm tập kết và các thùng rác công cộng. Không chỉ giúp người dân khu vực bãi biển tận hưởng một mùa hè an toàn tại chính khu vực mình sinh sống, Huda còn đồng hành với người dân địa phương với vai trò đại sứ của chương trình, thông qua việc trích 2.000 đồng từ mỗi thùng hoặc kết bia Huda, đóng góp hỗ trợ địa phương thực hiện chiến dịch làm sạch bãi biển. Chiến dịch ý nghĩa này còn được lan tỏa rộng rãi thông qua việc tổ chức nhiều đợt làm sạch bãi biển với sự tham gia của tuyển thủ quốc gia Phan Văn Đức.